Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa qua có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì Chùa Từ Đức ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi, tức Lê Trung Hai. Tu sĩ này cũng bị đình chỉ chức vụ Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thời gian đình chỉ từ hôm 8 tháng 1 cho đến khi có kết luận chính thức của Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Theo Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tu sĩ thích nhuận nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tu viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện. Vì vậy, giao cho Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu tiếp nhận quản lý tài sản chung của giáo hội, 6 tỷ đồng và hoạt động của chùa Từ Đức. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là của tu sĩ Thích Nhuận Nghi có hành động không chuẩn mực với tư cách một tu sĩ Phật giáo và vi phạm giới luật Phật chế, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, của tăng ni, Phật tử.